Lâm Đồng với nhiều lợi thế về vùng trồng, khí hậu, nhiều doanh nghiệp lớn đã tìm đến và mở rộng liên kết với nông dân địa phương để hình thành các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung chất lượng cao, có thể kể đến như là khoai tây. Theo thông tin từ PepsiCo Việt Nam, năm vừa qua đơn vị này đã xuất khẩu thành công lô khoai tây đầu tiên với sản lượng là 6.000 tấn trồng tại Lâm Đồng sang thị trường Thái Lan, một thành quả quan trọng từ mối liên kết giữa nhà nông và nhà doanh nghiệp. Ông Nguyễn Kim Hành, giám đốc nông học PepsiCo Việt Nam cho biết, sau hơn 10 năm gây dựng và phát triển chuỗi trồng khoai tây, năm 2022, doanh nghiệp này đã xuất khẩu thành công lô khoai tây đầu tiên với sản lượng 6.000 tấn trồng tại Lâm Đồng sang Thái Lan. Theo đánh giá, thổ nhưỡng Lâm Đồng phù hợp với cây khoai tây, nông dân Lâm Đồng cũng tích cực áp dụng quy trình canh tác do công ty hướng dẫn nên chất lượng khoai rất tốt, năng suất cao. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng liên kết với nông dân, tăng diện tích trồng khoai tây với hướng mở xuất khẩu. Được biết trong thực tế, một hecta trồng khoai tây có thể cho thu 40 tấn một vụ, cao hơn các loại khoai tây khác. Sau khi trừ chi phí giống và phân bón khoảng 100 triệu đồng, cứ một hecta khoai sẽ cho nông dân thu nhập từ 350 triệu đồng trong khoảng 4 tháng. Và phía doanh nghiệp cũng thực hiện hợp đồng rất minh bạch, cả hai phía nông dân và doanh nghiệp cùng nhận được hiệu quả từ liên kết.